Cái gạch này cũng đẹp mà cô nhỉ. Nó xuống nó bỏ tâm trạng cho bác. Và cái nhà ốp như này cũng là cũng hơi tốn kém đấy cô nhỉ. Ốp này hơi tốn kém. Vâng. Đây này chính cái nhà này ở mới là mát này. Và thôi sống ở đây đây. Cái nhà này ở mới là mát. Vâng, còn cái nhà này nó chỉ đẹp thôi. Đấy. Nếu mà đẹp thì cũng lên lên sau mà lên thì đẹp hết. Vâng ạ. Thế chú đi làm gì không? Ông đi phải nhà thôi. Điều ruộng thì giờ cũng không có làm được. Chẳng làm ruộng nữa. Bằng cảm ơn cô nước ạ. Muốn đi, không có làm được ruộng. Các em nó đi làm thôi. À, nhưng mà giờ cái nhà mình em nó cũng phải làm cái gì nó to to à đi. Nó có cái điều kiện thế này gì. Cứ đi làm thuê là mướn thôi. Tất cả ai làm thuê. Tức là anh vào biên chế nhà nước anh vẫn là người làm thuê. Cô nghe không? Ừ. Vâng ạ. Cứ đi làm thuê là mướn thôi. Và cái đa số thế. Thế ở băng là chỗ nó không làm. Cháu là làm nhà anh kết ạ. À làm nhà kết thủy ạ. Vâng. Kết thủy thì trước tôi sơn cái nhà này tôi cũng lấy kết thủy. Vâng. Còn sơn nhà kết thủy thì bây giờ có cô cháu này thì còn tiếp thị gì nữa. Đây có đứa cháu con nhà con trai. Tức là biết là cô là người đâu ạ? À? Cô ở đây người đây. À đây. Người ở chỗ này. Cháu. Vâng. Ôi không cháu cháu xem qua đây. Đấy. Đấy. Bộ nhà gỗ này quá hoành tráng luôn đấy. Tinh đồ nhà cô trong nhà tinh đồ gỗ nhỉ.